Xin chào các anh, các chị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một sản phẩm, đó là ví nam da cá đuối, da thật 100%. Bề mặt là được làm từ da cá đuối nha mọi người. Thì da cá đuối thì được người ta thuộc ra, người ta gắn lên như đá ấy, nên nhìn nó rất là đẹp và lạ. Nhưng mà thực chất nó là da cá đuối nha mọi người, da thật đó, do người ta thuộc, người ta gắn đá lên cho đẹp. Thì đây là dòng da cao cấp nha mọi người, nên nó có giá trị cao và độ bền cũng tương đương với da bò trở lên, chứ không có thua gì hết. Đây là dòng da thật nha mọi người, có độ bền khá là cao. Trong được xài từ da bò nha mọi người, trong được xài từ da bò màu đen, da hột. Mỗi bên thì nằm ngang, đều có 3 ngăn và 1 ngăn đứng. Mọi người có mua hàng các cho 3 ngăn này thì đựng được tất cả các thẻ ngân hàng và căn cước công dân mới đều đựng được hết nha mọi người. Ở trong thì nó sẽ có 3 ngăn lớn, thì trong thì nó sẽ có 2 ngăn lớn, 1 ngăn thì có đựng được tiền, đựng được rất là nhiều tiền luôn nha mọi người. Thì những đựng được tiền và tất cả các lý tờ mình tương đương với tiền thì mình cũng đựng được hết luôn. Thì mọi người có mua hàng có thể liên hệ qua số điện thoại là không 0862452078 hoặc 0924629729. Cảm ơn mọi người rất nhiều, và mọi người thấy hay nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình chuyên về hàng da, thì mọi người có mua hàng da thì có thể liên hệ vào ủng hộ shop bên mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.